Một bạn bị ngáo, review đồ chơi tuổi thơ đi ạ. Có ngay. Bạn nào chưa chơi cái này chắc chắn là không có tuổi thơ. Trong này khó nhỉ. Vào ba cái bên trái vào này. Vào. Đây 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 đây. Cái máy bán vòng này mà cơ 100% chỉ dùng hai cụm nút trắng này thôi. Còn tất cả các nút select, start hoặc là turn on, turn off này nó đều là nút giải. Bản xếp hình thời sơ khai. Gao. Phải bỏ cái này ra này. Bây giờ các bạn sẽ phải di chuyển các miếng này để sao ra cái hình xương gà như lúc trước nha. Bộ thổi bong bóng nè. Đặt hàng bên dưới phần comment nhá. Nhưng mà chơi xong vệ sinh lại mệt lắm. Bộ tha thu rồng phượng đại bàng biến bạn thành giang hồ internet. Cắt từng miếng ra nhá. Lột lớp bóng kính bảo vệ ra này. Dán vào chỗ cần dán. Bôi nước lên. Ngày xưa mà kiếm được hình nào hot quá là lấy miệng liếm liền. Chúng ta đã có con đại bàng trên tay. Sau khi sở hữu vài tha thu trên tay, bạn hãy chọn cho mình một nickname. Với mình đó là anh Tùng Hoa Kết Lợi. Việc còn lại đã đi giảng đạo lý thôi. Cần cù thì bố thông minh, không làm mà muốn quan thì chỉ quan bám bố mẹ. Thế mới là hảo hán. Món cuối cùng trông khá kỳ lạ với tôi đó là robot bắn bi. Các bạn nhét bi vào bụng này. Bạn ấn edit này này. Bắn. Ngầu. Toàn đồ chơi hay thôi nhưng bây giờ tôi thấy ít người chơi quá. Có lẽ các bạn trẻ bây giờ đang bận chơi đùa với trái tim và tình cảm của nhau rồi. Tiếp tục series đồ chơi 8x9x với vài món khá là độc lạ. Đầu tiên là trò xe đạp vuốt. Cấu tạo cực kỳ đơn giản với khung và bánh trước là nhựa, bánh sau là kim loại. Nếu bạn nào chưa biết cách chơi thì chọc cái que này vào cái lỗ. Đấy. Giật, thả xuống. 1, 2, 3. Trò thứ hai, keo thổi bong bóng màu xanh. Mùi thơm hộp như kiểu keo con chó đường vào đốt lên hít nhá. Chơi là phải bôi vào đầu như này này. Miết miết. Bây giờ thổi nhá. Đặt hàng bên dưới phần comment nhá. Xì rồi. To chưa. Trò này hay nhưng hơi độc. Chơi trò trí thức hơn nhá. Kính vạn hoa. Kính được làm chủ yếu từ giấy và nhựa, tuy nhiên khá chắc chắn nhá. Ôi trời ơi. Phía trên có hình các con khủng long rất là màu mè, phù hợp với những bạn lứa tuổi u mẫu giáo, u tiểu học. Nhìn vào phía trong, xoay và ta sẽ thấy rất là ảo ma Canada hơn cả lên ba các bạn ạ. Úi rồi ôi. Thêm tí nhạc thì hết nấc. Lên nhạc. Chả hiểu sao mấy món đồ chơi trẻ em mà chơi phê thế nhỉ. Các cao thủ bia mà chưa chơi qua cái bản bia tuổi thơ này thì đời nó không nể. Mặt bàn được làm bằng nhựa 100%, thiết kế rất giống thật, viền màu đen, họa tiết giả da, cỏ sờ rất mịn nhưng hình như chỗ này bị mốc hay sao. Ôi này ơi. Phía sau có 6 chân nhựa lắp vào 6 lỗ, gài đĩa đỡ bóng nha. Lắp xong đổ bi để thấy sự cân bằng. Bi được làm bằng nhựa nhá, không nặng lắm nhưng mà có vẻ đặc. Nó có luôn cả dụng cụ xếp bi dành cho những tay mơ như mình. Anh chị em nhìn một cơ dọn bàn này. Ui. 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 Ăn quả lỗ 10 này. Ăn quả góc. Mọi người lắp cái đĩa vào thì bi không bị bay lung tung nhá. Nhìn quả xẻ con 5. Thử quả bóc đầu. Cân lỗ 10. Đặt hàng bên dưới phần comment nhá. Bây giờ tao mày soccer. Tao thắng, tao làm anh. Mày thắng, tao vẫn làm anh. Really nigga. Chém lẻ cho anh nhá. Ừ, ngon. Đặt chín kia. Ở dưới nhá. Bạn bia mini để chơi quá được luôn. Đặt hàng bên dưới phần comment nhá. Bạn An có yêu cầu anh review ống phốc đi ạ. Ok em. Nhìn đây. Đây là ống phốc của các pháp sư Trung Hoa. Một vỉ của nó tận 40 ống xanh đỏ tím vàng. Kiểu này tôi cho cả làng chơi chả hết. Tuổi thơ của tôi biến thành nhựa hết rồi. Được cái nó tặng rất nhiều đạn. Đạn nhựa cứng đấy nhá. Cho trẻ con chơi phải cẩn thận. Có một trích nhỏ nếu bạn muốn bắn mạnh hơn, hãy để phần xi lanh ngập vào piston như này. Nhét đạn vào đầu. Rút ra từ từ. Đừng rút hết nhá. Thêm nữa, nén đạn càng chặt, bắn càng mạnh. Wow. Vừa rồi bắn mạnh quá, bắn mất cả đầu luôn này. Nhưng mà không sao, chúng ta có rất nhiều. Bắn hai ống cùng lúc nhá. Đại pháo. Sau khi chơi thử, tôi mới thấy cách chơi con này hoàn toàn khác luôn. Ống phốc là dòng đồ chơi được làm từ thân cây trúc hoặc cành tre nhỏ. Bắn đạn giấy ngâm ướt và quả xoan ta. Không phải cái loại xoan đào ăn chua chua ngọt ngọt nữa nhá. Ăn xoan ta có mà hạ thổ sỡ. Với Willy đâm chẳng thì đúng rồi đấy. Nhưng mà kết cấu thì không, toàn bằng nhựa thôi. Đây. Thân xi lanh này, thân piston này và đầu da đạn. Tổng thể cực kỳ mỏng, nhựa ba xu mà, bẻ cái gãy này. Nhưng được cái bằng nhựa bền, bẻ xong bỏ ra vẫn bắn được. Úi xồi, bắn ngon luôn. Nói chung là không giống ống phốc của Việt Nam, không hồi tưởng được tuổi thơ. Tuy nhiên chơi vui đấy, bắn thử tặng quay phim nhá.
Đau không? Không. Ừ, an toàn.